một con trồn được test với kết quả dương tính và hai con trồn khác được cho là dương tính tại trang trại thứ ba của British Columbia bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Lại có thêm một trang trại nuôi trồn khác ở British Columbia được đưa vào kiểm dịch sau khi một con trồn được xét nghiệm dương tính với virus gây COVID-19 ở con người. Bộ Nông nghiệp địa phương cho biết hai con trồn khác trong trang trại, nơi có khoảng 25.000 con, bị nghi là dương tính với virus này. 20 con trộm trong trang trại đã được kiểm tra như một phần của quy trình giám sát chung của PC và kết quả xét nghiệm dương tính đã được xác nhận vào hôm thứ Hai. Không có công nhân nào trong trang trại có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và Bộ cho biết tất cả công nhân ở trang trại đã được tiêm liều vaccine đầu tiên. Đó là trang trại thứ ba ở tỉnh bang PC, nơi trộm đã xét nghiệm dương tính với virus kể từ khi bắt đầu đại dịch bao gồm một trang trại nơi 8 nhân viên cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trước đây. Bộ Nông nghiệp cho biết hiện họ vẫn chưa rõ làm thế nào mà con tròn mới nhất ở trang trại thứ ba này cho kết quả dương tính với virus và họ đang làm việc để xác định các nguồn lây tiềm tàng.